cậu bé, mợ bé đi. Đây mới là couple gây náo loạn cộng đồng mạng, được cosplay nhiều phiên bản cười ra nước mắt. Bữa cơm đơn giản, đơn sơ mà hạnh phúc nha. Vợ mình đã vậy rồi nha, mọi người đừng có soi mói nhiều quá. Không biết vợ mình hạnh phúc không mà lúc nào mặt cũng nóng hả? Mình thấy hạnh phúc rồi đó. Hạnh phúc đơn sơ, món ăn giản dị, hai vợ chồng mình hạnh phúc. Mà không biết vợ mình hạnh phúc không? Ăn lẹ đi ông nội ơi, ngồi nó nhảm hoài trời, hồi vô hộp gì nó trời. Thôi đuổi nó giờ này ngồi hoài. Ta hay hỏi á, em vậy mà sao em chịu quen chị vậy? Chị có đặc điểm gì á? Em mới quen á? Là hôm nay vợ mình nó bả mệt nên bả không được vui. Chứ bình thường vui bả cũng vậy à. Đây à, ba món đó là trứng chiên, canh mướp và cà tím xào. Hôm nay vợ mệt đó. Sợ quá, sợ quá. Một tài khoản có tên Cô Hai Báo đã bất ngờ trở nên viral trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Cả hai người là một cặp đôi thuộc cộng đồng LGBT, chỉ đăng tải những đoạn clip ngồi ăn cùng nhau thôi. Thế nhưng tài khoản Cô Hai Báo lại viral khắp các cõi mạng bởi cái biểu cảm như hơn cả thế giới của cô bạn gái ngồi ăn chung. Cũng làm những video múc bằng, vlog ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Cô Hai Báo luôn khiến dân tình cười không nhặt được miệng. Không biết là trước khi vào bữa ăn cả hai có giận dỗi, cãi lộn gì hay không mà 10 bữa như một. Chị người yêu cứ ngồi vào bàn ăn một cái là chỉ có một biểu cảm duy nhất trông rất chi là khó ở. Chào mừng mọi người đến TikTok của mình nha, Cô Hai Báo. Hôm nay sáng nay vợ mình ăn bánh canh nha các bạn. Mình thì giảm cân nên sáng nay uống cà phê. Dẫu gương mặt lúc nào cũng rầu rĩ, cọc cằn nhưng cái hành động của chị gái này lại rất chi là ân cần, quan tâm người yêu, chuẩn người phụ nữ của gia đình. Cô bạn này còn ngồi bóc tôm và đút cho người yêu ăn cực tình cảm, đăng tải clip và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cô Hai Báo còn lên clip đính chính cho bạn gái của mình rằng cơ địa má đẻ ra cọc, chứ thực chất cô bạn này lại rất hiền và có phần hơi ngượng ngùng trước máy quay. Rồi thường vợ mình vui cũng vậy à. Người cho chút cho hai đứa mình một chút động lực đi. Động lực để càng quay nhiều video hay hơn. Học hỏi nhiều cái hay hơn. Những bữa cơm gia đình đầy bất ổn của cặp đôi còn mở ra hẳn một trào lưu cosplay mới trên TikTok khiến dân tình được nước cười khơ luôn. Mày sao buồn quá vậy? Mệt hả? À bình thường vợ mình nói vậy các bạn. Chứ bình thường vui bà cũng vậy à. Mấy cái bản cover này tưởng không giống mà giống không tưởng ấy chứ chẳng đùa. Chắc mấy TikToker này cũng phải xem dữ lắm mới có thể diễn lại một cách cực chân thực như thế này đây. Mời mọi người ăn cơm vợ chồng mình nha. Hôm nay cơm nhà 3 món. Mời mọi người ăn cơm với vợ chồng mình nha. Hôm nay cơm nhà 3 món. Đến cả lời thoại còn không sai một chữ thì đến đề thật sự. Không biết là lúc diễn lại có bị xì không chứ nhìn cái thành phẩm cosplay là dân tình đã cười khùng, cười điên rồi. Nói cặp đôi Cô Hai Báo là một hiện tượng mạng cũng chẳng sai chút nào. Chỉ ngồi ăn cơm thôi mà cũng được người người, nhà nhà cosplay. Và tất nhiên là chẳng phiên bản nào giống phiên bản gốc. Nhưng tất cả đều có một điểm chung duy nhất là không ai có thể vượt qua được cái sự hài từ trong máu của chủ kênh. Dân tình còn đùa rằng cậu bé, mợ bé đã hết thời rồi, mà thay vào đó là cặp đôi bất ổn này đây, coi giết tui ghiền hơn cậu bé luôn trời. Sáng cậu bé, chưa út phượng, chiều hai người này, coi giết ngáo luôn không còn khờ nữa. Rồi ai là boss, ai là stop, bạn có cảm nhận như thế nào về độ viral của cặp đôi này? Cùng chia sẻ với chúng tôi nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!